Vâng, em Diệp xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người. Và hôm nay thì anh em chúng cháu lại tiếp tục đi quay trở lại với gia đình cháu và một cô. Cũng khá lâu rồi anh em mình cũng không vào đây nữa. Hôm nay thì cũng có phần quà của cô Bắt nên là cũng vào đây để thăm xem là thời gian gần đây thì hai ông cháu ở như thế nào rồi mọi người ạ. Vâng, Xuân Thiệu cũng xin chào mọi người, chào cô chú bác nhé. Hai anh em hôm nay lại tiếp tục chỗ nhà cháu và một cô bác ạ. Một cái hoàn cảnh cũng rất là đáng thương. Qua những cái thước phim Xuân Thiệu chia sẻ thì cũng được khá nhiều các cô chú bác yêu thương đến cháu. Hôm nay vào với cháu thì cũng có rất nhiều những cái món quà. Đó, có một cái phần quà đó là có gạo, mì tôm và trứng của cô ở trong Hiệp Thành Bình Dương. Trước cô ở trong Hiệp Thành Bình Dương có gửi tổng cho Xuân Thiệu là 700.000. Cái khoản tiền này thì trước cô có gửi dành tặng cho em Pà Mép Vực. Đấy, nhưng mà về sau cô thấy cái hoàn cảnh của cháu và một cô cũng rất là đáng thương. Cô cũng có trao đổi qua cho Xuân Thiệu là sẽ chuyển cái khoản tiền này về cho cháu và một cô bác ạ. Thì hôm nay Xuân Thiệu vào thì đã mua gạo và mì tôm vào đây rồi. Đó, hôm nay thì cũng nhân tiện cái tuyến đường vào đây thì mua những cái đồ ấy vào cho cháu Xí. Thì nữa anh em sẽ lên nhà cháu Xí luôn các bác ạ. Nhà cháu Xí thì còn phải vào tít tận trong cái hùm này. Đó, một cái quãng đường từ đây vào chẳng phải vài cây số nữa thì mới đến nhà. Đó, nhưng mà cũng tiện chuyến thì trở vào đây hết rồi. Trong số này thì có cả phần quà của cháu Xí và một cái món quà rất là lớn nữa của các cô bác. Đây là có 3 cái tải quà. Đấy, nhưng 3 cái tải quà này thì đã chất lên xe hết rồi, cũng không biết là của bác nào nữa. Tí nữa xuống sẽ cởi ra và xem lại các bác ạ. Dành tặng cho cháu và một côi. Cũng xin được cảm ơn các cô chú bác rất là nhiều. Những cái phần quà, những cái tình cảm rất là lớn của cô bác dành tặng đến cháu và thì cũng rất là ý nghĩa và thiết thực. Cũng xin được chúc tất cả mọi người luôn thật nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc cô bác nhé. Bây giờ thì mình đi thôi nhỉ. Em gì hôm nay có vẻ hay buồn tủi một chút đúng không? Vâng, hôm nay thì thật sự là rất là buồn luôn cô bác ạ. Nhân tiện hôm nay thì cháu gì cũng có kể qua một chút về anh em chúng cháu. Thật sự cái công việc như thế nào thì chắc hả cô bác cũng biết rồi. Anh em chúng cháu thì cũng suốt ngày đi vào bản với bà con. Vì bà con mà anh em chúng cháu phải đi vào bản để chia sẻ bà con một ngày đi lên ấy. Thì những cái công việc anh em chúng cháu làm hàng ngày ấy thì cũng có rất là nhiều những cái bình luận, comment, góp ý. Trong đó thì cũng có những cái tiêu cực và tích cực sẽ là đến với anh em chúng cháu. Thật sự thì hôm nay thì bản thân cháu Dìa là giống như là một con người là mất hết động lực luôn. Đấy, có những cái bình luận là sẽ nói về kể cả vợ con chúng cháu cũng sẽ nói lên trên mạng nữa. Bởi vì vợ con cháu thì cũng không đi theo anh em mình, cũng không phân sự gì vào cái công việc của anh em chúng cháu đi làm hàng ngày ấy. Thì trong một cái comment góp ý của không biết của anh chị hoặc là ai đó ở trong cái bình luận cái video của em Pà Mép Vực ấy, thì có một cái bình luận là thật sự rất là khó nghe luôn. Thật sự nếu mà có bác nào mà đã vào xem cái video đó thì chắc hiểu được ai sẽ nói gì với cháu gì và cả gia đình cháu gì nữa. Khả năng thì nếu mà nói cháu thì cũng chả sao cả, nhưng mà trong đó thì cũng có vợ con cháu nữa. Nên là thật sự cái comment góp ý thì anh em chúng cháu cũng xin ghi nhận. Còn lại những cái gì mà nói về hai em cháu thì thật sự là rất là buồn luôn và mất hết cả động lực ấy. Thì... Vâng, cũng xin nói qua một chút các bác nhá. Anh em Xuân Thiệu và em Dìa cũng không phải thần tiên đâu. Đấy, nên là cũng không thể cái gì cũng hoàn hảo được các bác nhá. Nên là những cái công việc của anh em đi làm này không thẹn với lương tâm, cũng chỉ để phúc cho đời thôi. Nên là các cô các bác nào nếu mà không giúp được bà con thì cũng đừng nói ra những cái lời nó khó nghe. Tại vì là anh em đi làm này cũng phải có một cái động lực các bác ạ, để tiếp thêm động lực cho anh em thôi. Chứ còn anh em để mà đi làm cái công việc này chỉ là lợi ích cho bà con, chứ bản thân anh em Xuân Thiệu thì em gì đi suốt ngày như vậy thì cũng toàn phải nhịn đói đi thôi các bác nhá. Nếu các cô các bác nào cũng muốn trải nghiệm thực tế cái công việc ở trên vùng cao này thì có thể là lên trên này để anh em đi cùng anh em một buổi thôi để được biết. Chứ còn cũng xin được cảm ơn các cô bác đã có những cái góp ý và những cái bình luận tiếp thêm động lực cho anh em. Bên cạnh đó thì có những cái bình luận anh em xem, anh em đọc thì có lẽ là nó cũng hơi mất động lực một chút. Tại vì không biết là các bác xem được những thước phim Xuân Thiệu chia sẻ, không biết là có giúp được ai chưa và có đóng góp được cái nhỏ nhoi của mình cho lá lành đùm lá rách chưa. Thế nhưng mà nghe qua những cái bình luận thì anh em phải nói là nó cũng hơi mất động lực một chút. Thế nhưng mà không sao em ạ. Cái này thì anh em cái công việc mình làm mình không thẹn với lương tâm mình là được. 9 người 10 ý mà mình không thể là làm vừa ý được tất cả nhiều người đó. Cái mình cứ theo cái tấm lòng, từ cái tâm của mình làm thôi. Cái là mình để phúc cho con cháu sau này, chứ còn ai nói gì hoặc là như thế nào đó thì kệ họ, tại vì là không biết là cái tâm của họ có như vậy không, và cái việc làm của họ có ý nghĩa không. Thế nhưng mà người ta nói thế nào thì mình không chấp đâu. Nếu mà để mà chấp thì anh em này, đúng thực ra cái công việc này thì anh em cũng không thể mà chấp được hết cả, nên là mình cứ việc mình làm thôi. Nghĩa là mình cứ không thẹn với lòng mình là được. Thật sự thì cái bình luận như thế thì anh em chúng cháu nếu mà xem được ấy thì rất là mất động lực luôn đấy. Và xem được cái bình luận đó thì cũng thật sự là muốn khóc luôn á. Cũng giống như mà cái gì chẳng hạn, anh em chúng cháu đi làm như thế, cảm giác kiểu là đam vu với lại đem lại cái hạnh phúc cho bà con và cho đời mai sau ấy, thì có cái góp ý như thế thì cũng thật sự là giống như một con người là mất hết cả động lực và sẽ không có cái cảm giác gì nữa. Và thôi thì mình nói chung là mình làm theo cái tâm của mình, cái việc của mình làm thôi. Cho con để mà nghe nhiều các bác thì có thể là không thích cái công việc của anh em mình làm đâu. Đó, có vẻ là những cái bình luận đối là xem cái công việc mình làm kiểu như là nó vô nghĩa ấy, nó không có cái gì ý nghĩa cả, nên là thì họ cứ nói như vậy thôi. Đấy, còn mình làm thì mình cứ đường mình đi thôi. Vâng. Làm cái công việc thật sự mai mốt thôi bà con lối xóm ở đây cứ nhìn vào thì thấy anh em mình về cứ kiểu như là mừng như là bố mẹ đi chợ về đấy chẳng hạn. Thế thật sự anh em Xuân Thiệu với em gì mỗi lần vào với bà con những cái hoàn cảnh mà Xuân Thiệu đã vào chia sẻ các bác nhá, có cái phần quà rồi có những cái tình cảm của các cô bác dành tặng ấy. Xuân Thiệu cũng chỉ là người về gọi là mang cái tình cảm của các cô bác vào đến bà con thôi. Thế nhưng mà mỗi lần thấy anh em Xuân Thiệu vào thì bà con cũng rất là vui rồi. Đó chính là cái động lực lớn của anh em Xuân Thiệu. Đó, còn nếu các bác nào mà không vừa lòng vừa ý với cái việc của hai anh em làm thì có thể là các bác cũng đừng có cái gọi là có cái lời nói bình luận nó không hay tới anh em, tại vì anh em cái công việc làm nó chỉ là tạo phúc cho đời thôi các bác ạ. Đấy, không phải là ảnh hưởng đến một ai cả, nên là các bác cũng lưu ý một chút. Rồi thì cũng cảm ơn các bác trong cái thời gian vừa rồi, nhiều các bác cũng cùng đồng hành và cùng động viên cho anh em. Đấy, cũng xin được trân trọng cảm ơn các bác rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mình cũng đi thôi em ạ. Ây da, cái này mới hôm trước ở đây trời mưa hay sao ấy. Vâng. Khó đi lắm. Thế là hôm qua... đi từ thôi em ạ. Hôm qua với mưa xong ấy. Hôm qua với mưa, hôm qua hôm kia ảnh hưởng cái không khí lạnh mưa. Đó, cái tuyến đường rất là khó đi luôn các bác ạ. Đóng cửa rồi, khóa cửa không biết đi đâu không, rồi. Hình như là không thấy ở nhà rồi. Chăm dê rồi. Vâng. Còn thấy dê ở chuồng không? Dê cũng không thấy rồi. Khóa cửa rồi anh ạ. Ồ, khóa cửa rồi. Không biết là đi đâu rồi. Hay là đi chăm dê rồi sao á? Thả dê rồi, không có thấy dê rồi nhỉ? Không thấy dê rồi. Không thấy dê ở nhà rồi, chắc đi thả dê rồi. Hai ông cháu đi chăm dê rồi chắc không? Không biết là đi đâu nữa. Cái này thì gai to rồi. Vâng. Cứ cởi cái này xuống đã. Vâng. Hay là sang nhà ông rồi không biết nhỉ? Thế này không ở nhà thì nếu mà không đi chăn dê thì chắc là đi sang nhà ông thôi. Nhưng mà con dê không thấy rồi, chắc là đi chăn dê ở đâu rồi. Hôm nay thì chắc là cháu cũng không đi học rồi. Này, cuối tuần rồi các bạn. Tuần. Nhà em Xí với nhà cháu Và này thì thường thì cứ cuối tuần này Xuân Thiệu mới vào đây. Tại vì là những cái ngày cuối tuần thì các cháu mới ở nhà. Nên là những cái món quà của các bác gửi vào trong này thì Xuân Thiệu mới mang vào được các bác ạ. Đây là của cô nào kia? Đây là của chú Vũ Mạnh Hùng. Vũ Mạnh Hùng. Và cái thùng này nữa. Cái này của cô Trần Thị Hòa. Của cô Trần Thị Hòa. Trần Thị Hòa. Vâng. Cô Trần Thị Hòa. Ở Tuyên Quang à? Vâng. Đấy, còn một đây là người gửi là Đặng Thị Hà đấy, ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng các bác ạ. Ông đang về đấy nhỉ. Thấy ông hay là ai gọi bên kia? Ai gọi ở dưới này à? Vâng. Ô, xem nào. Có ai ở bên này gọi? À, đang gọi cháu Và. À đúng rồi. Chắc là thấy anh mình vào đây á. Nên là đang gọi cháu. Được này. Ôi, ông. Nên sắp xếp. Ông đi thản dê về. Đi thản dê á? Vâng. Chắc một tủ van đi. Van là khá rồi. À, van là khá rồi. À, ông bảo là Và đi sau, đang đi sau. Và đi sau à? Vâng. Mang đi tận đâu thả ông? Chắc có thể đi nó rác. Chắc buồn là đi ra đồng thế. Ồ, mình rõ lên tàu rồi. Cái này bây giờ nó nhiều cỏ này, ông buộc ở đây đâu được mà. Mà rõ lên tàu thì khi nào cái tàu mà. Mà khi chặt đầy ạ. Chặt đầy á? Dân trên trong rồi. Chỉ sai mà. Ông bảo là ông buồn con dê vào đấy, sợ nó bị rỗi. Bị rỗi sẽ là bị mắc vào chân đấy. À, tức là ông không ai ở đây trông này sợ nó mắc vào chân gì. Và sợ nó mắc vào chân. Khi này có muốn mua lắm à? Mùa này là cỏ đã có nhiều ấy. Nhiều cỏ rồi. Mùa này thì thả rông được, nhưng mà bây giờ do là con này nó bị một mình ấy, bây giờ nó về đây nó còn lạ ra là cũng không dám thả. Hết chỉ đó. Ôi 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 ôi, kéo kéo. Con chào ông bà này. Mày đây bác xem nào. Lăn đi, mày lăn đi. Ông hết chỉ đó. Đi thả dê với ông á? Ông rồi giờ hết chỉ. Sai sai thế đi. Sao mà mũi đen nhầm thế? Sắp phần ở trong á. Ở tận đâu? Bà là ở dưới kia. Ở dưới kia. Bà. Chào ông bà nào, khoanh tay vào khoanh tay vào con chào ông bà nào. Nó to vào. Con chào ông bà. Con chào ông bà. Con chúc ông bà thật nhiều sức khỏe. Con chúc ông bà thật nhiều sức khỏe. Rất là giỏi. Nếu thật thật cái nếp mù là. À, thế là đi từ sáng à? Từ sáng à? Vâng. Khi xí nó nè, cứ để con dê đã ra đi vào nhà đã nhỉ? Để ở đây thôi các bạn. Cho nhóc nè hả? Hả? Cái này ở đây thì dê một con thôi thì cỏ rất là nhiều luôn đấy. Còn nhiều mà, nhưng mà kiểu như ông sang nhà ấy thì sợ là một mình buộc ở đây nó sẽ bị quàng vào chân. Vào chân là lên ông mang sang bên kia. Bây giờ mùa này thì mùa hết vụ ngô rồi, đâm ra là thả rông được, nhưng mà do cái con này mới lấy về nó hơi nhát ấy, cũng chưa thể thả được. Bây giờ nó phải quen quen đấy cơ. Một cái mất sao rồi thế rồi. Nếu mất sao rồi là. Ông bảo là trong nhà có nồi niêu có bát cho ấy, nên là đi phải khóa cửa vào. Phải khóa vào chứ ông ạ, phải khóa hẳn hoi vào mới được. Mất cà rốt đi rồi. Có mở được không? Cái này ông buộc vào à? Buộc vào đây như thế này thì chắc là cháu không phạt không mở được. Lấy cái dây thép buộc vào đây. Dây thép buộc. Khi ta hư rồi. Hả? Kê vào đấy á? Kê vào đây để cái cửa nó không. Để đó bác xem nào. Nó mặt đen nhảm thế. Cháu cho chém mở rồi. Nó sẽ chỉ là. Thế này có dắt được nổi con dê không? Bà cháu sẽ đổi chỉ. Thế chứ á, bảo là dắt được ấy. Dắt được á? Vâng. Dắt được thì dắt đi, xong là những hôm nào mưa thì không dắt đi nó ăn nữa thì con lấy cỏ về cho nó vào trong chuồng cho nó ăn nhé. Thật đến đâu rồi nào mẹ phải rau rồi nó hơi quá nhé. Đi vào, đi ra ngoài này lấy cái đồ vào đã. Muốn đặt đi ăn cá trôi rồi. Cháu vào thì chắc là không lấy được rồi. Nặng lắm không lấy được đâu. Đấy, rồi một cái trứng của cháu Va là một cái trứng với lại một túi nhu yếu phẩm, một thùng mì và một bao gạo nữa. Đấy, còn mà một suất để lại thì nữa sẽ lên thăm em Xí. Đây là biết kho nhỏ tuổi Xí kho. Đi chơi ngã hay sao mà tay chân sức sầu thế? Muốn ăn đỏ giá cho tay nghịch lắm phải không? Tay tạ. Sẽ chỉ biết xé. Ông bảo là cháu đi chăn dê một mình ấy, hai bên chơi ngành đùa nhau ấy. Nhưng mà ông đeo cái dây gì ở cổ thế ông? 这换你还钱？啊，cái chìa khóa. Chìa khóa. Vâng. Cái dây to quá. Giờ dây to thế. Giờ tôi to chả lo rồi. Tôi lo chỉ chính chỉ giờ. Lo gì thế trôn à? Lo chỉ muốn à để khi trôn. À, ông bảo là không có cái gì đeo này là mới đeo cái dây to to một tí. Không phải đeo vào cho nó đỡ rơi. Vâng. Mua chứ. Đi vào nhà đi, mua chứ. Đấy, hôm nay rất là nhiều quà nhá, rất là nhiều quà cho con nhá. À, vui không? Thích không? Thích á? Ờ, nhớ nhé. Ông bảo là sao hôm nay nhà gia đình cháu để nhiều quà thế? À. À, là thế là xí trồng xe hả? À, ông cũng bảo là ông cũng cảm thấy rất là vui hôm nay là có rất là nhiều quà của các cô các bác đấy. Chị tao nắm mỏ à, dạ, chị lo nếu mà thấy chị bảo tao nắm mỏ à, bảo là em họ bảo là từ à, em bảo là đi chăm dây từ sáng đến giờ đã ăn cơm chưa em? Bảo là lúc đi vẫn chưa ăn đấy. Lúc đi chưa ăn à? Ờ, cô ta xếp ra đói chưa? Con đói chưa? Chắc là gì ta? Trai á? Ừ, đói bảo ông nói cơm. Ồ, một là tuổi ban thôi á? Thế cháu đi học là cháu khác đi hay là ông đưa đi ở ông? Ờ, nếu mà cần đây, nếu muốn thì nó cho nếu muốn này. Cần ta mình là muốn này. Ồ. Cần ta mình cho mình bỏ khá. Ồ. Ông bảo là lúc bắt đầu ấy thì anh ông sẽ đưa đi được một thời gian sau thì bây giờ là cháu tự đi được rồi. Cháu tự đi á? Vâng. À, tức là đi bộ từ đây lên trường á? Nên có tao thì một cháu cháu chút tha lắm. Tao chỉ một xe. À, bà là cháu đi bộ thôi. Vâng. Rằng tôi một tò chỉ bỏ. Ở đây bỏ nó phải khử nó nhé cho tha tuần nọ. Ờ. Nhân nhé. Thế còn là lột tre. Ờ. Thế còn là lột tre. À, ông bảo là có một hôm thì cháu đi học ấy không thấy cháu về. Nên là ông ấy bảo con trai của ông chú là đi tìm ấy, đi tìm xem là cháu và đi học sau một hôm đấy về muộn ấy thì mới thấy con trai của ông chú đi thì mới nhìn thấy mẹ của cháu và là đang mua kẹo cho cháu và ăn. Mua kẹo cho cháu và ăn á? Vâng. Ồ. Ừ, thế có phải không? Hả? Về đây chú bảo nè. Về đây. Không ấy. À, ngồi đây chú bảo nè. Thì ha, có phải vừa giờ nói gì ông mùa ông này vô than không? Dạ á? Anh này tha nó như vậy chả? À, cháu bà bảo là có một hôm cháu đi học về muộn ấy và ông bảo con trai ông chú đi tìm ấy thì mẹ săn bên ở trên đấy mẹ mua kẹo cho cháu và thì mẹ có nói là dạo gần đây thì anh em mình ấy có lấy quần gì về nhiều cho hai ông cháu không? Nếu mà có lần sau có lấy vào nhiều thì bảo cháu vào là lấy một ít quà cho em đó, nghĩa là em của cháu vào mà đi theo mẹ nhé. À, và... tức là mẹ bảo là có được nhiều quà không á? Này thì ít bằng ái trên đó rất là nét nhỉ. À, đứng bác hỏi nào. Sao không nghịch đất nữa. Này bây giờ. Dạ chị giờ. Dạ á. Thế thêm mẹ bảo thế nào lắm nói bác nghe nào. Này hãy đi chứ. Ơ này hãy chả khẽ tự tí làm. Nó. Này là một số miền. Ờ. Thế là giờ nên gặp tháp em và tên là tôi mà nó không trong nhiều nhiều. Hả lý á? À, cháu bà bảo là mẹ nói là cháu bà có đi chơi nhà mẹ không? À, chơi nhà mẹ không. Và sao là mẹ bảo là thế lần nào hôm nào nếu mà anh em mình lấy quà vào đây thì bảo cháu bà là lấy một ít cho em nữa. Ồ, và... thế này thì không ổn rồi. Mẹ này không biết là ở chỗ nào nữa. Sao lại biết anh em mình vào đây được nhỉ? Không biết đấy anh ạ. Chắc là người ta nói. Và chắc là người ta nói. Anh mình cũng vào đây cũng khá là lâu rồi. Ở anh em mình cũng vào đây mấy lần rồi. À, mấy lần hả? Thế mẹ nói thế á, mẹ còn rủ con đi nhà mẹ chơi á? Anh thì để có một số này nhé. Thế mẹ mua cho nhiều kẹo không? Anh này bây giờ tha rằng đó nó là dưới hoa mẹ. À bảo là lấy ít thôi. Lấy ít thôi hả? Thế con có muốn đi nhà mẹ không? À phải sao một số này? Không được. Nói chuyện giỏi à. Cháu bà là con không nhớ, con không đi à, con và... không nhớ, con không đi á. Và... Trời ơi, gai nhỉ, không biết là sao mẹ lại biết anh em mình vào đây. Thế nhà của mẹ của cháu này có ở đây gần đây không hả ông? À, xin lỗi. Nên nghiệp của nhớ rẻ hơn nhỉ? Nhớ có thì bụng mộ. Ồ, lông lao hả? Lông lao thì lông mộ. À. Lông lao chạy. À, thế. Ờ, thế là ông cũng bảo là nhà mẹ cháu bà cũng ở khá xa nên là cũng không ở cùng xóm đâu, đi cũng hơi xa đấy. Hơi xa. Vâng. Muốn đến đây tí hả? Muốn đến đây hả? Đến đây thì là chạy đấy. Không biết là trước có hỏi tham về cháu bà nhiều đấy không? Không biết nữa. Xin lỗi. Thảo thảo à, ít tao tôi thì ba thảo nè, thì của nồng ba đến thì của tôi số ba không thì thế này. Chỉ tôi. Thì chỉ tôi. Thì chỉ tôi kìa. À. Tam chỉ tôi. Ông không bảo là từ lúc anh em mình ấy chưa vào đây thì cũng chưa thấy mẹ hỏi thăm đến cháu và và cũng không thấy mẹ số dưới này để thăm xem là cháu ăn ở như thế nào ấy. Tao xong. À, đi được 6 năm là không hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu bà. Ông cũng bảo là đi từ lúc là bố mất chưa được bao lâu là đã đi rồi. Đi cũng khá là lâu. 5-6 năm này. À, bây giờ không hỏi thăm một câu, bây giờ tự dưng này thấy anh em mình vào đây lại hỏi đến ngay. Tìm đến tận trường để mà hỏi. Ông ơi, về đây cháu trao cho cái phần quà này. Hai ông cháu nhé, hôm nay cháu vào đây thì cũng có rất nhiều các phần quà nhé. Cái phần quà này là của cô ở trong Hiệp Thành Bình Dương nhé, trị giá 500.000. Có mua gửi tặng cho cháu và đó, cũng có một bao gạo, một thùng mì, một khay trứng và một túi nhựa phẩm ông nhé. Nó nếu mới tụt bớt là mà nhất là Hiệp Thành Bình Dương thì mua tàu ít họ không trì thì tùy từ ngày giờ chỉ bớt xé. Thì mua trần né ó tụ giờ cứ tao nó. Nên một chút chơi. Trứng thì hai ông cháu thì mỗi bữa một hai quả là được rồi anh nhỉ. Để mà nấu ăn dần đấy. Đó. Biết nấu mì tôm chưa? Con biết nấu mì tôm chưa hả bà? Bao có mì tôm nó. Biết. À bao hả? Biết chưa? Biết rồi. À, biết rồi. Biết rồi. Nói to vào. Cháu bà vẫn còn là rất là ngại ngùng á. Ngại ngùng lắm. Ngâm cho tí. Đấy, còn những cái thùng quà này nữa nhá. Cái thùng này là của cô Đặng Thị Hà, đó, của bà Đặng Thị Hà ở dưới Hải Phòng. Bố là Hà nhá, phần là Hải Phòng thì mất tổ. Do. Chỗ này có kẹo. Có kẹo. Cháu rất là vui luôn. Cháu rất là vui mình luôn. Đấy, lấy một cái về thưởng thức đã nhỉ. Mới luôn thôi chị nhé. Lấy một cái cho con ăn đấy nhé. Thích không? Nhiều kẹo này có vui không? Hả? Vui. Vui nhà. Thích không? À vui. Cháu và thấy kẹo thì rất là vui mình luôn đó. Cho ăn cái này. Để một cái cho ông ăn đấy. Tí lo nó nè. Thưởng thức đi ông ạ. Đấy, còn cái này thì cứ buộc ra để cho cháu ăn dần. Vâng. Rất là ngon của bác ạ. Đấy, xem nào, xem có cái vẫn còn một túi kẹo nữa anh ạ. Ồ, nhiều thế. Vâng. Ít nó tha thế mày à. Hai túi kẹo luôn. Hai túi kẹo luôn. Vâng. Ồ, rất phủa. Cái khan anh ạ. Đó. Ra chỉ rằng. Thích không? Thích à? Đấy, cái đấy hôm nào trời lạnh thì con lấy về con quàng nhé. Thấy chưa? Ui, lại có cái áo có hoa rồi ông ạ. Lần trước anh mình vào thì ông có một cái áo có hoa. Ông bảo là rất là thích luôn. Nhưng cái này kiểu dạng con gái anh ạ. Cái áo này kiểu là áo của bà anh ạ. Dòng cao loại. Ông bảo là cái áo này sao mà đẹp thế. Ông làm một trò bò. Thế để ông cầm về cho bà. Cái này là của bà hết anh ạ. Ôi, tàn quần áo ấy thôi. Có gì cái quần áo không lấy khui ra như hết đâu em ạ, cứ để đấy gọn trong thùng đã. Tối nay hình như là của bà hết ạ. Của bà hết. Cho con đi hả? Nó đẹp phồn thế à? Đấy, bây giờ là đến thùng quà thứ hai. Thùng này là của cô Trần Thị Hòa. Cô Trần Thị Hòa. Hoa. Vâng. Cô Trần Thị Hoa. Hòa anh ạ. À, Hòa. Vâng. Đấy, và một cái tải này nữa của bác Vũ Mạnh Hùng ở trong Vũng Tàu. Đó, có gửi cho cháu Và một cô. Đó, cũng cảm ơn các cô các bác rất là nhiều. Những cái món quà rất là ý nghĩa và thiết thực. Cái quần cái áo cho cháu Và và ông nữa. Đó, để mùa đông năm nay ông bà với lại các cháu có cái quần cái áo mà dùng mùa đông ấm áp của bác ạ. Rất là nhiều luôn. Lớn gì vậy? À. Cái này là của cháu Và thôi. À, cái đấy cháu Và hơi rộng rồi. Hơi rộng nhưng mà chắc là để 2 năm nữa là mà vừa rồi. 1-2 năm nữa vừa. Có một cái áo ở đây nữa. À, áo này cũng là của cháu Và. Mẹ hả? Cháu Và vào thế nào? Này. Đó, đúng rồi. Đẹp trai. Đấy, quay về đây cho có bác xem nào. À, vừa rồi, cái này là được đấy. Trai. Ấy, ông bảo là gì cháu Và có cái khăn với lại cái áo thì đẹp trai hơn nhiều. Đẹp trai hơn nhiều. Đấy, cái này tí nữa trời lạnh là con lấy cái này con mặc nhá. Dù nó mái mà tha cho mình nhá. À, ui, nhiều bánh kẹo quá. Ô, đây toàn là bánh kẹo. Rất là nhiều bánh kẹo luôn. Cái đấy thì khả năng là để lại cho cháu thôi. 2-3 túi này cứ để ra đấy cho cháu. Tại vì là rất nhiều cái phần quà của các cô bác gửi lên thì Xuân Thiệu cũng mang vào đây một thể cho cháu. Ở trong này thì cũng có một cái tờ giấy dặn dò gì anh ạ. Xem nào, xem. Bà gửi cho con cháu Thiệu. À, đây là của con anh Thiệu ấy. À. Đúng là cái phần quà bà có gửi cho anh lấy về cho cháu. Thế cứ để đấy xong là cũng cảm ơn bà rất là nhiều luôn. À, mà cái túi ở đây cũng có tờ giấy là bà gửi cho con cháu gì à? Hay em chúng cháu là cũng mỗi người đều có một phần quà về cho con. Cũng thật sự là rất là cảm ơn bà. Đấy là toàn quần áo à? Vâng. Thế là toàn quần áo. Đấy. À, cái này cũng là của cháu Và nhỉ anh nhỉ? Cái này cháu Và là mặc vừa rồi. Không sao đâu, cái rộng một tí cháu vẫn mặc được mà, sợ chật thôi. Chật thì cháu mặc khó, cho còn rộng thì cháu còn lớn mà. Lúc thì tôi pha lúc đi à? Ở đây thì cũng là tôi là quần áo thôi anh ạ. Cái này cứ để gọn ở trong thùng ông nhá. Lúc nào ông cháu dùng được cái nào thì ông lấy ra ông dùng nhá. Cho hơn thì thật thì nếu mà à, chỉ nói. À, ông bảo là để hôm nào lạnh đã. Rồi, bây giờ đến cái tải của chú Hồng anh ạ. Chú Hồng này. Những cái quần cái áo các bác cô gửi lên cho cháu thì cũng rất là ý nghĩa. Mùa đông thì cũng gần đến rồi các bác ạ. Đó, nên là có cái quần cái áo ấm thì cũng giúp cháu là đi học rồi ở nhà có cái quần cái áo ấm mà dùng. Đó, dòng đó. Cái này của ông rồi anh ạ. Cái này là của ông đó. Cái này họ cho. Option 2 chứ. Muốn luôn 2 kìa. Nhìn xí nhỉ. Nhẹ. Ông rất là thích. Trong này mới còn rất là nhiều nữa. À, ông mà vào luôn. Chắc là thích quá. Tàu đó. Tàu. Hả? Tí không chứ? Tí sao nó chưa? Tí trong. Ông mặc ngược rồi. Ông mặc ngược rồi. Cái này là cái đặt sau à? Cái này cái đặt trước. Sau là. Sau cái gì? Sáng nay sáng nay chắc à? À đây là mới là bên đặt sau lưng. Ông bảo là ông cũng không biết. Ông không biết là bên nào là bên nào ấy. Cái đấy là cái đằng sau ông ạ. Cái đấy là ông mặc ngược rồi. Sáng nay tê sáng xuống thì. Sáng nay chắc à? Kể là ông còn không biết cách để mà mặc cái áo ấy. À, ông lại mặc lại rồi. Đấy, ông mặc cái áo này nhìn đẹp trai hẳn lên ông ạ. Nào thì nữa ông về ông diện hẳn một bộ mới để về khoe bà ông nhá. Em nhớ nói chơi chơi gió mà ông hãy bỏ tiếp bao. Xem có cái quần nào đẹp cho ông diện không? Đây này, ông còn cái quần ấy đây này, cái quần này nói chung là đấy các bác cũng vá linh tinh hết rồi, bên này cũng vá mấy miếng rồi. Nói chung là cái quần này, cái áo của bà con ở trên này phần đa là như vậy các bác ạ. Nhà nào nhà đấy cũng không có điều kiện để mà sắm sửa ấy. Có được cái quần cái áo đẹp thì hầu như là rất là ít sắm được, nên là ông những cái quần của bác thấy rất là lâu rồi ấy. Ông có cái vá víu vào rất là nhiều những cái mảnh vá rồi, nhưng mà ông vẫn có dùng, vẫn mặc được ấy. Để trước vào ông bảo là bao giờ nó chưa dụng thì vẫn còn dùng được. Ở đây có hai cái quần này anh ạ, đấy. Hai cái quần này thôi. Ở những cái quần đẹp cho ông. Ố, nếu ố này ố, thà ố này ít luôn. Hả? 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 Mở là. Nhưng mà hả? Ông bảo là cứ để hôm nào ông xem mà mình ông mới mặt vào ấy. Một mình ông mới mặc á? Cái quần của ông này bị rách hết rồi. Đấy, không biết là khâu bao nhiêu mảnh vào đây nữa. Sao đi luôn mà, sao đi luôn. Sao đi luôn là làm gì à? Tao mở. Anh bảo là ông thay một cái để cho con bác xem nữa. Ông bảo là ngại quá. Ngại quá. Ngại quá để xấu hổ ông. Tao mở. À ngại xấu hổ ấy. À vâng, thế thì thôi ông ạ. Và rất không đúng chút thì là. Ông bảo là cái nào không được, nhưng mà để hôm nào ông mà mảnh ông ở nhà thì ông mới mặt vào thôi. Thế thì cứ để hôm nào ông mà mảnh ông mới thoải mái. Bây giờ mặc vào ông sẽ xấu hổ mất. Sẽ xấu hổ. Kiểu như là mặc đẹp dựng đẹp lên thì sẽ xấu hổ. Vâng. Ở trong này thì túi này toàn là quần áo của người lớn thôi anh ạ. Quần áo người lớn thì cái này thì của ông hết đấy. Ừ, cứ để cho ông. Cái này để cho ông thôi. Ôi, có một túi này là ở trong này còn một bịch. Vâng, còn một bịch nữa. Đây cũng là quần áo của ông thôi. Cái áo này lớn thôi. Lúc này cái gió lúc thế à? Xem là có quần áo của cháu và ở dưới không? Nếu mà toàn quần áo người lớn thì cứ để đấy cho ông thôi. Tại vì là lấy ra hết bây giờ nó cũng không gọn gàng được nữa. Cái này các bác gửi ra thì cũng đã gấp rất là gọn luôn rồi. Đó. Cái này là của ông nữa anh ạ. Túi này của ông nữa. Đấy, ông bây giờ ông không mặc những cái quần đấy nữa ông ạ. Bây giờ có quần áo đẹp thế này là ông diện quần áo này đi chơi hoặc là đi làm cái gì cũng diện đi để được hoành tráng ông nhá. Gì luôn. Nhưng mà lúc khách thì nó chỉ tha nữa. Ông thà cho chết hả? Ông bảo là hôm nào ông sẽ thay cái này đi. Ông sẽ mặc là những cái quần của cô bác ấy. Nó thì một tụi bác Lào Đặng Thị Hà thế tụi bác Lào Vũ Mạnh Hùng thì mua tôi thế ý tụi bác Lào này Hoa này mua tôi rồi ô thế hả? Ở thế tụi nó là Hiệp Thành Bình Dương mua tôi thế. Ông vào đây chào hết. Vào đây chào. Tụi bác Lào Hà mua tôi đi. Ông có bình tĩnh không ạ? Sao ông luôn đấy. Mỗi một lần có nhiều quà thì ông gọi là không nói lên lời ấy. Em mắc hả? Ông ơi đã chào. Cho tránh nó rồi bắt đầu bóc ta mỗi rồi rồi chuỗi nữa đấy. Thì cho tránh nó đi. Thằng tao gì mà. Bé tụi bắt đầu ta cho bắt lô tụi giờ chuỗi. Thế tụi tôi chùa thế cho tránh mà đi. Đấy, ông cũng bảo là rất là cảm ơn đến hai cô và chú nữa. Cô Hà và cô Hòa và chú Hồng và cô ở Hiệp Thành Bình Dương là hôm nay các cô các bác là có rất là nhiều những cái phần quà ý nghĩa đối với gia đình hai ông cháu. Ông cũng không biết nói như thế nào, ông cũng bảo là có những cái phần quà nhiều như thế là ông cảm giác rất là du à. Rất là du. Nên là ông cũng bảo là hôm nay rất là vui luôn đấy. Đây con cảm ơn ông bà thế nào? Khoanh tay vào. Khoanh tay. Đấy, con bảo là cảm ơn các ông các bà. Con cảm ơn các ông các bà. Cô cảm ơn các bạn. Đã cho con rất là nhiều quà. Đã cho con rất là nhiều quà. Con xin chúc các ông các bà thật nhiều sức khỏe. Con xin chúc các ông các bà. Con xin chúc các ông các bạn thật nhiều sức khỏe. Thật nhiều sức khỏe. Con chịu khó mạnh dạn một tí nhá. Còn hơi ruột rè đấy. Cũng phải thôi, tại vì cháu từ lúc nhỏ rồi ấy, cứ một mình thui thủi như vậy, đâm ra là bây giờ cháu nó không được mạnh dạn cho lắm, cũng thông cảm cho cháu thôi cô bác ạ. Đó, cũng qua đây Xuân Thiệu cũng không biết nói gì hơn nữa, những cái tình cảm của các cô bác có gửi đến cháu và mồ côi đây có lẽ là những cái niềm vui rất là lớn cho cháu, để cháu tiếp tục cái cuộc sống của mình, để cho bớt đi được những cái sự bất hạnh đi của bác ạ. Cháu thì bố mất mà mẹ bỏ đi 6 năm nay rồi, nên là cái sự thiếu thốn về tình cảm thì các bác cũng biết rồi đó. Cháu cũng rất là rụt rè, còn không mạnh dạn như nhiều các cháu khác rồi. Đây có lẽ là cái thiệt thòi đối với cháu. Thế nhưng mà hôm nay có được sự trợ duyên rất là lớn của các cô bác đến cháu thì cũng giúp cháu một phần nào đó có được cái niềm vui và cái động lực sống của bác ạ. Và cho cháu dần dần có thể là lấy lại được cái sự tự tin đối với cháu. Cũng không biết nói gì hơn nữa, cũng xin được cảm ơn các cô chú bác, các mạnh thường quân rất là nhiều. Cũng xin được chúc tất cả các ông bà luôn thân nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc nữa. Ở đây có gửi cho anh mình mọi người là một sốc quà đấy. Thế tí nữa thì cứ cầm về cho cháu thôi, ít bánh kẹo về cho các cháu ở nhà để các cháu được vui. Thế em lấy cái này lên trên giường hộ ông cái. Vâng. Cái này thì chắc để đây cho hai ông cháu thôi. Cái này cháu cứ để đây, xong là ông xem cái nào ông mặc vừa thì mặc, xong là cái nào bà mặc vừa thì ông lấy về cho bà ông nhé. Giờ ý cho thì chị mà khó đâu là cho trẻ hỏi. Ông đã rất là vội để nấu mì tôm cho. Thì cái ông nấu cho cháu thôi. Vâng. Tại vì cháu đói rồi mà. Muốn cho nịu nữa. Thì cũng muốn tải. Muốn tải đấy. Đấy. Thôi khả năng là cứ để ông nấu cho cháu đi, bởi vì có ông đây rồi thì anh em mình lại đi thôi, không thì sẽ muộn mất các bác ạ. Do là bây giờ trao được cái phần quà của các cô bác đến cháu vào rồi, bây giờ anh em lại đi nhà cháu xí. Cháu xí thì còn leo lên tận tiết đỉnh đồi đỉnh núi cơ, bây giờ nó cũng muộn rồi, anh em cũng phải đi để cho cái kịp thấy, không lại muộn mất. Gì hả? Em chỉ mong mấy tuần nó tổ van thế nọ ở mùa á. Mùa. Vâng. Thế ông cứ nấu cho cháu đi nhé. Rồi thế nào? Anh mình cũng đi thôi. Đi thôi. Trời nắng rồi thế này. Nắng giáo rồi. Nắng tạnh rồi. Đây, anh em lại tiếp tục lên đường thôi. Vâng. Đấy, phần quà này tiếp tục trên hành trình khác chia sẻ nhà cháu xí các bác ạ. Đó, mong các cô bác cũng cùng đồng hành và quan tâm đến nhà cháu xí nữa. Có lẽ cái nội dung này Xuân Thiệu cũng tạm dừng ở đây thôi, sẽ chia sẻ nhà cháu xí ở những thước phim sau các bác ạ. Bây giờ thì cũng tạm dừng cái nội dung của mình ở đây thôi. Cũng xin chào và hẹn lại các cô chú bác ở những thước phim lần sau các bác nhé. Mong là các cô bác cùng quan tâm và theo dõi.